Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác nha. Mấy hôm nay giá máy rửa bát bên shop em giảm giá kịch sàn, thế là cái lượng tiêu thụ các bác nhìn qua phía đằng sau đã giảm đi rất là nhiều. Các bác nào đang có nhu cầu mua máy rửa bát thời điểm này thì quá hợp lý ạ. Còn bác nào mà nhà bây giờ chưa sở hữu máy rửa bát thì thực sự nó là rất đáng tiếc. Vì thực ra cái máy rửa bát ở những cái năm thế kỷ, năm 20 của thế kỷ này thì nói thật sự ra thì nó không còn là cái gì ghê gớm nữa rồi. Cách đây khoảng 2-30 năm trước, người Việt mình mà dùng cái máy giặt thì kinh lắm, ghê gớm lắm. Nhưng đến bây giờ thì thật sự các bác, nhà nào cũng có, học sinh, sinh viên ở trọ người ta cũng mua, rẻ như bèo. Thì cái máy rửa bát này nó cũng như vậy thôi. 2-30 năm trước thì người Nhật họ dùng tràn lan, người Việt mình bây giờ những năm gần đây giờ cũng dùng quá là nhiều. Thực ra nó quá là rẻ, nhiều bác cứ lo là tốn điện, tốn nước, nhưng nó thật sự các bác chưa hiểu về nó thì nhiều bác phán thì nó không được chuẩn. Riêng về máy rửa bát Nhật này nhé, mỗi lần các bác rửa, các bác không tin. Đấy, các bác mang ra, xô ra các bác đo rửa tiêu chuẩn, nó đúng hết, đúng 11 lít nước nhé. Còn điện hết khoảng 600W, tiền điện, tức là nửa già nửa số điện thôi. Đấy. Tính ra nếu mà các bác rửa bằng máy này còn rẻ hơn, tiết kiệm hơn là các bác dùng rửa tay, các bác bật bình nóng lạnh. Các bác bật mình nóng lạnh thì tốn hơn rất là nhiều, nhưng mà thực ra là các bác không để ý đến thôi. Khi mình xả, mình rửa tay vừa xả vừa tráng thì nó rất là tốn đấy. Nhưng mà nước của Việt Nam mình rẻ nên các bác không quan tâm, như với cả điện các bác cũng không quan tâm đến. Chứ còn thực ra nói về máy rửa bát Nhật này, điện nước nó gần như là không tốn các bác nhé. Nếu mà so với rửa tay thì tiết kiệm hơn nhiều. Thế em nói thật đấy. Vì sao nó, các bác này, mỗi lần nó cấp vào đây, cái khoang này nó chỉ chứa được khoảng 3 lít nước thôi, không đến. Đấy, khoảng 3-4 lần thay nước thôi các bác ạ, cho nên là nước nó không đáng bao nhiêu cả. Còn điện thì chủ yếu cái thời gian rửa nó là thời gian phun đấy. Máy bơm thì 80W thôi, còn cái thời gian mà đun nóng nước này nó chiếm thời gian không nhiều đấy, cho nên là rất tiết kiệm nhé. Con này, con TR3 này các bác này, ở cái thời điểm này con TR3 là bên em bán là 3,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm cho các bác luôn đấy. Tình trạng máy hai bên đầu hồi khá là phẳng phiu đẹp này. Đợt này giá giảm kịch sàn, các bác nào đang chưa mua thì nên sắm cho nhà mình một chiếc. Chiếc này sản xuất năm 2011. Đấy. Hàng bãi thì đương nhiên là các bác nhìn hình thức bên ngoài, nó không luật, nó ông lanh như là hàng mới. Nhưng nó có cái ưu điểm là giá nó rẻ và nó lại bền, dễ sửa chữa các bác ạ. Nó lại đặc biệt, nó lại quan trọng nhất là cái máy Nhật này. Các bác rửa không cần phải tốn tiền mua hóa chất tẩy rửa nhé. Các bác rửa hoàn toàn bằng nước nóng luôn. Quay về đúng thời sơ khai của người Việt Nam mình là rửa bát bằng nước nóng đấy ạ, cực sạch luôn các bác nhé, không cần phải tốn tiền các bác mua viên rửa bát đâu. Máy châu Âu thì rất là tốn đấy, nhưng máy Nhật này thì đấy là cái ưu điểm vượt trội máy Nhật luôn. Cái chiếc này là mã số 3 nhé, em bán 3,2 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua sắm thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.